Trung xin chào tất cả anh em. Hôm nay Trung làm cái video giới thiệu với anh em một cái con tạc hai chân. Con này là chuyên tạc luống, mà tạc bằng cái cánh xoắn nha, bằng dây xoắn chứ không phải tạc bằng cái liềm phai kia. Nhìn cái cánh nó cũng lạ lạ. Thường cái cánh xoắn này thì cánh lá trầu này thường nó nằm trên những cái con mà để vung của luống vào nhiều hơn là tạc luống ra. Vung luống ấy, để lên luống ấy, thì nhiều hơn. Lấy được cái khối lượng đất để nó tạc ra hoặc tạc vào, lấy được khối lượng nhiều hơn các loại liềm. Đây là cái con Mitsu 350 mà video cách đây mấy hôm trước ấy, ở bãi mình có quay ấy. Hôm nay về xịt dầu, thay dầu mỡ các thứ, đổ xăng vào, dọn. Cảm thấy nó chạy ok hết rồi thì đăng lên. Đằng kia mình đang test một cái con ST50 đằng kia. Sáng ra thử thùng xăng nó dơ, bị xăng hôi rồi, chạy chưa ngọt, chưa thử được. Đây là con Mitsu 350. Rồi, tạc con này là đảo nha anh em. Càng đảo luôn, có nghĩa là đây này, bật tính năng này. Đè nó xuống. Cái càng nó sẽ quay về hướng này, anh em muốn đi thuận, đi nghịch, đi kiểu gì cũng được. Hợp biển số của nó thì cứ nó có tiếng có lùi đây. Có tiếng có lùi, hai cái bảng táp lô số hướng dẫn ngược chiều nhau. Ví dụ chủ màu bên chữ đen trên nền trắng á, là đi thuận, giống như cái càng hiện tại. Còn chữ đỏ trên nền đen á, thì nó là đảo ngược về đầu này, cái càng về phía đầu này. Động cơ Mitsu 3,5 ngựa. View xa xa ra anh em nhìn tổng thể nó đây. Lốc máy các thứ, mình chỉ xịt dầu qua, không con này không có rửa nên nói chung nó bẩn như thế nào thì mình để y như vậy. Anh dễ nhìn, dễ cảm nhận chất lượng hơn. Chân tổng nước xi được đầy đủ. Đùi tăng giảm được. Chân nữa đây. Cần số vào số 2 chỗ này, cần số 9 thì ở đây. Côn thì ở trên tay. Ga. Đây có chuyển hướng. Con này thì nó có chuyển hướng luôn, dù là chân nó rất là hẹp. Chân nó rất hẹp nhưng mà nó có chuyển hướng. View xa một vòng cho anh em xem nhé. Đang nâng cái tay, cái chân, cái bánh lết phía sau rất là bánh lái rất là cao để cái bông phải nó không có chạm đất. Mình thử máy. Đường kính bông nó khoảng 3-2, 3-4 gì đấy, khoảng đấy. Cốt 41 tiêu chuẩn. Loại này là phai, nó là sườn riêng của nó là sườn tạc. Dù nó đi cái dao nào thì nó cũng là tốc độ cao, nó quay tốc độ rất là nhanh luôn. Nên anh em mà dự định mà dùng con này để tháp ông sới vào thì nó sới không nổi đâu. Tại vì tốc độ nó cao, sới thường nó quay tua rất là chậm, trăm mấy hai mấy vòng tua thôi. Còn tạc thì tốc độ nó gần như là gấp đôi ấy. Thiết kế riêng nó như vậy. Thiết kế pin riêng ở hộp xích, hộp sên các thứ. Rồi con tạc đảo hai đầu, Trung thử máy cho anh em xem nhé. Cũng Mitsu thì cũng dễ nổ đó. Dễ nổ. Máy móc êm. Số file này bỏ lên đây là ngắt này, không chạy này. Và số đây, số 1.
số lùi. Anh em muốn tạc tiếng, tạc lùi, tạc cái gì cũng được. Đảo kéo qua một bên được, do mình có một cầm một tay điện thoại rồi, không có đảo được. Đây, đang thử nó ở chế độ chéo chéo nè. Khó quá, một tay rất là khó chỉnh luôn. Ví dụ mình đã bỏ một bên vẫn được này nè, bỏ một bỏ nguyên một bên đấy, điều khiển vẫn bình thường. Rồi, ngoài ra nó còn thêm, đó là một số lùi, nó còn thêm rất là nhiều số nhanh nữa nha nè. Mình đang thử ở số chậm nhất á, nó còn 1, 2, 3 rất là nhanh luôn. Để mình tắt máy đi, máy chỉ anh em, nó còn một cái tầng nhanh. Tầng nhanh đây là tầng cố định, mình phải mở ra, mở ra te ra nè. Một con bu lông nha, mở ra te ra mình sẽ thấy. Đây, bu ly nó là bu ly đôi 2 tầng nhưng nó chỉ căng có một dây thôi. Zin của nó không có hai cái bu ly căng độc lập. Đây đang nhỏ, đang kéo to, nhỏ trong máy đang kéo to. Đây là tầng chậm của máy. Nếu mà cần dùng cái công việc mà tốc cao hơn nữa, tốc độ thật là cao nữa, thì mình đảo dây qua bên đây. Đây này. Cái việc mà bỏ dây qua nó không khó lắm. Một tay thì hơi khó một tí thôi chứ. Đây. Đấy, bỏ qua tầng bên đây này. Thì cái tầng tốc độ nó gần như là gấp rưỡi tầng bên kia nhé. Tốc độ thêm gấp rưỡi nữa để anh em cần tạc cho nó băng đất cao hơn hay gì đấy. Thì mình đảo dây. Việc này thì mình làm một tay được đấy. Anh em dù mà không khéo tay vẫn có thể làm được. Ai cũng có thể đảo dây được hết. Rồi, cái video chung kết thúc ở đây. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cái số điện thoại chung để trên tiêu đề. Giá mình để trên tiêu đề luôn nhé. Chung cảm ơn em đã xem video.